Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, 9 tháng đầu năm 2020, thành phố Sông Công cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 9 tháng ước đạt gần 6.600 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 110 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 166 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt trong tháng 8 vừa qua, Thành ủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, được dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Tại cuộc họp giao ban quý 3 giữa các cơ quan khối Đảng đoàn thể, các Đảng bộ chi bộ trực thuộc Thành ủy sông Công các đơn vị đề xuất với thành ủy những kiến nghị giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực để thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cũng như những chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đề ra cho nhiệm kỳ này. Cụ thể, đề nghị thành phố tập trung giải quyết những tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp sông Công 2, có sự chỉ đạo sâu sát hơn để đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn, sớm kiện toàn nhân sự cho đảng bộ cơ sở phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Sông Công, yêu cầu trong thời gian tới, đảng bộ các xã phường tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai các chương trình nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.